Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết tai nạn liên hoàn ở Phú Mỹ, tài xế xe thoát chết nhờ bàn tay của những anh hùng. Theo đó, vào ngày 8 tháng 8, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến 8 phương tiện gồm 1 xe tải, 2 xe container, 5 xe ô tô hư hỏng nặng, trong đó 2 xe ô tô và 1 xe tải bị cháy. Ngay thời điểm xảy ra tai nạn, mạng xã hội lan truyền đoạn video xúc động ghi lại hình ảnh những người anh hùng đã không sợ nguy hiểm, dũng cảm giải cứu tài xế xe ở cầu Phú Mỹ bị kẹp giữa xe tải đông lạnh, phương tiện gây tai nạn và một chiếc xe khác. Không những thế, cư dân mạng còn cảm phục, dành nhiều lời khen trước hành động dũng cảm của những người hùng tham gia cứu nạn nhân. Phóng viên đã liên hệ được 3 trong số những người hùng cứu tài xế xe ở cầu Phú Mỹ là anh Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1997, anh Phan Văn Tài, sinh năm 1988 và anh Trương Văn Thành, sinh năm 1996 để lắng nghe câu chuyện về sự dũng cảm của họ khi sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để cứu người. Trao đổi với phóng viên, anh Vũ Thanh Tùng cho biết anh hiện đang làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty chuyên về vệ sinh và bếp. Chiều ngày 8 tháng 8, anh nhận được một đơn hàng đi giao cho khách. Khi đi qua cầu Phú Mỹ thì anh nghe một tiếng nổ lớn do xe va chạm. Tôi thấy có nhiều người đã mắc kẹt trong xe ô tô nên tôi liền dừng xe và cùng một số người dân lao qua giải phân cách để cứu người bị mắc kẹt. Sau khi cứu được những người bị mắc kẹt xong, tôi thấy một anh tài xế trong chiếc xe Volvo màu đen cũng đang mắc kẹt trong xe tải đang bốc cháy. Anh tài xế này do vướng phải dây an toàn và túi khí nên không thể tự thoát ra được. Do đó tôi và những người dân khác tìm cách cứu nạn nhân ra. Rất may là cứu kịp thời trước khi ngọn lửa của chiếc xe tải bùng lớn hơn, anh Tùng kể. Anh Tùng là người phụ anh mặc chiếc áo công trình, hiện chưa biết tên, kéo kính xe đưa tài xế ra ngoài. Còn anh Phan Văn Tài và Trương Văn Thành cho biết, cả hai làm cùng một công ty tôn. Khi lái xe đến dốc cầu Phú Mỹ thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, một chiếc xe tải lao đi với vận tốc rất nhanh và tông hàng loạt xe khác. Khi chứng kiến cảnh tượng trên, tôi liền tấp xe vào lề, tôi cùng Thành lao xuống cứu người ngay. Cứ tưởng là những người bị tai nạn đều không qua khỏi, nhưng khi chạy đến thì phát hiện những người trong xe còn sống. Tôi và Thành liền giải cứu. Tôi nhớ trong tiếng kêu cứu từ một chiếc xe đã bị bể nát. Khi chạy lại thì có một anh mặc áo công trình đang cứu tài xế, nhưng bất thành do vướng túi khí. Sau đó tôi liền nhảy lên xe phụ anh công trình để tìm cách giải cứu anh tài xế. Rất may, Thành mượn được chiếc áo kéo của người dân gần đó. Chúng tôi lấy kéo cắt dây an toàn và đâm thủng túi khí để cứu anh tài xế. Cũng rất may là sau khi cứu xong người thì ngọn lửa bùng lên dữ dội. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là phải cứu thật nhanh, mạng sống chỉ tính bằng giây, anh Tài chia sẻ. Anh Trương Văn Thành chia sẻ, lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đến việc cứu người nên cũng không quan tâm là có nguy hiểm hay không. Cũng trong lúc anh Tài và anh công trình giải cứu xế xe Volvo, tôi cùng với một anh tài xế xe ôm công nghệ tìm mọi cách để dập lửa, để ngọn lửa không bùng lớn lên. Khi biết hành động cứu người của mình được cộng đồng mạng gọi là những người hùng, tôi và anh Tài cảm thấy rất biết ơn. Ngày 9 tháng 8, Công an phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cùng đội cảnh sát giao thông Cát Lái và phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh danh tính, tìm những người đã giải cứu người gặp nạn trong vụ tai nạn ở dốc cầu Phú Mỹ để khen thưởng. Theo cơ quan công an, việc tìm những người này là để kịp thời khen thưởng cho hành động dũng cảm cứu người của họ. Công an cũng cho biết những người này khi nắm thông tin hãy liên hệ trụ sở của hai đơn vị trên để cung cấp thông tin. Trước đó, khoảng 14 giờ 50 ngày 8 tháng 8, camera an ninh ghi lại cảnh xe tải lưu thông trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi đang đổ dốc cầu thì có dấu hiệu mất thắng, tông vào giải phân cách cứng và chạy tiếp, tông hàng loạt ô tô và chỉ dừng lại khi tông vào đuôi xe container phía trước. Sau đó xe tải cháy ở phần cabin. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 phương tiện bốc cháy, 4 xe khác bị hư hỏng nặng, một số người bị thương nhẹ. Sau vụ tai nạn, nhiều người dân đã dũng cảm giải cứu người gặp nạn. Hành động của họ được người đi đường quay clip, đăng tải trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen. Được biết, một trong những người hùng tham gia cứu là anh Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1997, làm kỹ thuật thiết bị vệ sinh và bếp tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tài xế ô tô tải, xe hỏng phanh khi đổ dốc cầu Phú Mỹ nên tôi bất lực. Tối mùng 8 tháng 8, tài xế Dũng, 35 tuổi, quê Kiên Giang, chưa hết bàng hoàng khi ngồi tại trụ sở công an phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức để phối hợp cùng cảnh sát điều tra vụ tai nạn liên hoàn 8 xe trên cầu Phú Mỹ chiều cùng ngày. Với vẻ mặt buồn bã khi vừa trải qua tai nạn kinh hoàng nhất hơn 10 năm theo nghề, anh Dũng chia sẻ rằng xe giờ đã cháy rụi toàn loại đắt tiền, không biết lấy gì bồi thường.
nam tài xế nhận chở thuê thức ăn cho tôm hùm gồm các loại hải sản nhỏ bằng xe tải 14,4 tấn từ Rạch Giá, Kiên Giang tới Cam Ranh, Khánh Hòa. Đến 14:30, xe chạy lên cầu Phú Mỹ để tới đường Nguyễn Thị Định vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây đi ra Khánh Hòa. Suốt hành trình, ô tô không xảy ra sự cố gì. Tuy nhiên, khi đổ dốc cầu, anh đạp phanh bỗng nghe tiếng nổ lớn từ thân xe như bể ống hơi của hệ thống phanh. Sẵn trớn dốc cầu ô tô lao nhanh về phía trước khiến anh bất lực. Tôi chỉ biết ôm vô lăng, cố lái xe đâm vào con lươn giữa cầu để giảm tốc độ nhưng không thành. Tài xế Dũng nói và cho biết ô tô sử dụng loại phanh thủy lực trợ lực bằng khí nén, hạn đăng kiểm xe đến tháng 10 năm 2024. Ô tô tải mất kiểm soát đâm vào hàng loạt ô tô khác trên quãng đường gần 100m, chỉ dừng lại khi dồn hai xe tới gần chân cầu. Lúc này, tài xế Dũng mở cửa lao xuống cùng một số người đi đường, cứu người đàn ông mắc kẹt trong ô tô bẹp rúm do bị kẹp giữa xe tải và ô tô 7 chỗ. Họ leo lên nắp capo xe biến dạng, lấy bình xịt dập lửa, dùng kéo cắt phần kính chắn gió bị vỡ, đưa nạn nhân ra ngoài trước khi đám cháy thiêu rụi 3 ô tô. Là người được giải cứu sau tai nạn, anh Lê Khánh Liêm, 41 tuổi, kể khi đổ dốc cầu thì bị ô tô tông từ đằng sau, ép tới một đoạn dài 30-40m. Đến khi xe dừng lại, anh bị kẹt trong xe không thể cử động, xung quanh khói lửa nghi ngút. Trong gần 2 phút, nhiều người đi đường đã hợp sức để đưa anh ra ngoài. Theo camera giám sát trên cầu Phú Mỹ, thời gian ô tô đâm liên hoàn 7 xe trong khoảng 20 giây. Tai nạn làm 2 ô tô đầu kéo, 3 xe 7 chỗ hư hỏng nặng, 3 xe 47 bị cháy rụi. 3 nạn nhân 50-45 tuổi bị thương vùng đầu, phần mềm vùng ngực, đầu gối được đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức và FV quận 7, sau đó đều xuất viện. Ông Trương Hoàng Tuấn, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 5003S cho biết, từ hình ảnh camera có khả năng xe tải do tài xế Dũng lái bị mất hơi khí nén, dẫn đến không điều khiển được hệ thống phanh khi đổ dốc. Đối với loại xe dùng hệ thống phanh dạng này, khi mất khí nén hay vỡ ống khí nén, phanh không hoạt động. Theo ông Tuấn, khí nén của hệ thống phanh bị hư hỏng có thể do yếu tố khách quan của tình trạng xe hoặc tài xế khi lái xe đổ dốc cầu, đèo, rà phanh liên tục. Khi đăng kiểm, đơn vị thường kiểm tra hệ thống đồng hồ hơi khí nén, đạp nhả phanh liên tục để kiểm tra lượng hơi, rò rỉ hơi khí nén của phanh. Còn đại diện đội cảnh sát giao thông Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điều tra ban đầu, xe tải trong lúc đổ dốc cầu đã mất kiểm soát phanh dẫn đến sự cố. Qua kiểm tra, tài xế ô tô tải không có chất kích thích, nồng độ cồn. Phú Mỹ là cây cầu dây văng lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, bắc qua sông Sài Gòn. Công trình có tổng vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng, khởi công năm 2005, hoàn thành sau 4 năm. Do nằm trên tuyến huyết mạch nối quận 7 với thành phố Thủ Đức, xung quanh nhiều cảng lớn, cầu thường xuyên đông xe. Sau nhiều năm hoạt động, công trình đã quá tải, khi có sự cố tai nạn thường ùn tắc nghiêm trọng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!